Rồi cũng ly đi đó, vui vẻ mọi nhà. Có con làm nè. Đây là cái ngày vui vẻ nhất trong gia đình, là ngày sinh nhật thứ 22 của bé Như. Vậy thì cả gia đình chúng ta từ ông ngoại trở xuống hãy cùng ly chúc mừng sức khỏe cho cháu. Chúc cho con thành công. Rồi. Không, không, Ly dễ thương không ha? không. Không có Rồi. ai ba vô gì trên vậy? Đi Hả? Không có ai bộ, ba đi bộ. vô. Đúng mà nó phải đi ra đâu. Rồi, chưa? Action. So after we debone the chicken, now we ready to cut it and enjoy it, okay? So the head is out first. Carving special tools, okay? Slide it. You have to respect the chicken too, even if dead. So the front piece will be ông ngoại. Okay. The head of the house, just a little piece, as a blessing in the family. So I love him more, so I'm going to give him a little bit more. You see the whole chicken here, but no bones. Okay, that's what we have, debone a chicken. Gà rút xương. Right, that's enough, that's okay. So carving carefully, and you have to serve the first one in the family. So this is him. Mà nói gì đi ông ngoại, gửi cho Happy dì Tám. family. Happy family, everybody. It's just a happy birthday, but happy family first. Everybody, today we celebrate a birthday. It's a birthday. Family gathering here. So, thank you. Rồi, cắt tiếp đi cô. Cắt tiếp rồi mời. Cho mọi người. Rồi đó, ok cho mời đi. Rồi con. Quay đi, cứ quay, tiếp tục quay. Đi, quay. Ừ, tiếp quay tục đi, mà quay bình thường nó hoạt động sinh hoạt bình thường. Tám coi đi, mốt Tám nhớ làm giống vậy nha. Ở xa là nhớ lắm. Ừ, nghiệp Tám là bệnh buồn. Đây là hạnh phúc lắm. Dì ba vô ngồi đi dì ba. Còn công trình từ dì ba qua đây ngồi đi. con gà, tại sao mà lấy được hết xương không có xương? Thứ một chút như vậy. Rồi, ra vô ngồi đi. Thank you ông ngoại. Ông ngoại, ngoại nói gì đi? Nói gì gửi cho dì Tám? Con đi ra đời được, con học được nhiều thứ. Như ba đứa con đi du học vậy, giờ con học được nhiều thứ rất là hay. Cái đó của Thứ sao? Đem về cho gia đình. Của gì? Ba vô ngồi kế ngoại nghe. Cái hai bốn bảy. Cái gì đó. Cái 247. Em ngồi đây. Ừ, ngồi đi. Cũng được, ngồi đâu. Cha mẹ dạy khác, ra đời dạy khác. Mà học đều có thành công hết, chứ không có gì mà gọi là không thành công. Ok, so where is the birthday girl? Ok. Rồi mời dì ba nè. Đó, gà đấy không? Ít thôi, không ăn gì ra uống ly. Uống ly là nhầm Trong gì? gà vẫn có trứng chưa? Lát nữa là dì ba lấy xe hả? Rồi. Đấy. Rồi, ai ăn thêm đấy nha. Không. Như rồi, còn kế bên ngoài nè. Nhớ tay đi lên vào đây, đi vào đây. Rồi, ngồi đi con. Ngồi đi, bắt đầu rồi mình carving ra một đường slide. Rồi.